chào các bé. Hôm nay chị Binh Ki sẽ hướng dẫn cho các bé vẽ bạn Shizuka dễ thương trong bộ phim hoạt hình Doraemon. Chúng mình lấy giấy bút và bắt đầu vẽ thôi nào. Đầu tiên, chị vẽ một hình chữ nhật thẳng đứng không quá to. Sau đó, chị chia hình chữ nhật thành 3 phần, 2 hình vuông và 1 hình chữ nhật. Ở hình vuông đầu tiên, chị vẽ 2 nét ngang và 2 nét đứng để định hình cho phần đầu. Sang hình vuông thứ 2, chị vẽ 1 nét ngang thật là mảnh. Sau đó, chị kẻ thêm 1 nét ngang, chia hình vuông thứ 2 thành 2 phần. Trong hình vuông thứ nhất, chị kẻ thêm 1 đường thẳng đứng như hình. Đường thẳng này sẽ cắt hình vuông thứ 2. Ở hình chữ nhật thứ 3, chị kẻ 1 đường thẳng đứng và 3 đường thẳng nằm ngang tỷ lệ như hình. Trở lại hình vuông đầu tiên, chị kẻ thêm 1 đường ngang phía trên và bắt đầu vẽ những đường cong cho đầu của bạn Shizuka. Chị vẽ những đường cong cho mặt và tai. Chị vẽ thêm nét cong cho mái tóc và 2 chòm tóc đặc trưng của bạn Shizuka. Tiếp theo, chị dùng nét cong để vẽ hình răng cưa cho phần tóc mái. Tiếp theo là cổ, sau đó là phần thân. Chị vẽ thêm 2 đường chéo như hình. Đó là cánh tay của bạn Shizuka đó các bé. Chúng ta tiếp tục đi nét cho phần thân của bạn Shizuka và cánh tay của bạn ấy. Chị vẽ 1 nét ngang và thêm những nét cong để tạo hình phần váy. Sau đó, chị tiếp tục vẽ chân của bạn Shizuka bằng những nét thẳng và cong như hình. Bây giờ, chị sẽ vẽ 2 hình nhỏ như quả trứng gà và đó chính là mắt của bạn Shizuka. Thêm 1 nét cong và hình tam giác để làm cái mũi và miệng. Wow, bạn ấy đang cười với chúng ta đó các bé. Bây giờ, chúng ta dùng gom xóa đi những nét không cần thiết. Chị dùng bút chì đi lại những nét chính và thêm những nét phụ để hoàn thiện hình bạn Shizuka. Giờ thì tụi mình bắt tay vào tô màu thôi các bé ơi. Đầu tiên, chị dùng màu da để tô gương mặt cho bạn ấy. Các bé nhớ chú ý, tô đừng để bị lem màu nha. Chúng mình nhớ tô cả tay và chân nữa. Tiếp đến, chị dùng màu đen để tô mái tóc, rồi đến đôi mắt, lông mày của bạn Shizuka. Tô thêm một chút màu hồng cho cái miệng xinh xinh và cái áo. Chị dùng màu xanh da trời để tô cái váy. Sau đó,
Chúng mình sử dụng lại màu hồng để tô đôi giày búp bê thiệt là nhỏ nhắn xinh xinh. Cuối cùng, chị dùng bút màu đen để viền lại những chi tiết trên ngực của bạn Shizuka. Ta-da! Các bé ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thành bức tranh có bạn Shizuka đáng yêu rồi. Mau đem khoe với bạn bè thôi. Chào các bé và hẹn gặp lại. Chào các bé, hôm nay chị Binky sẽ hướng dẫn cho các bé vẽ bạn thỏ điệu đà Lola trong phim hoạt hình Baby Looney Tunes. Bây giờ mình lấy giấy bút và bắt đầu vẽ thôi nào.